Chào mừng anh em quay trở lại với channel review đồng hồ trên hãng của CityWatt. Hôm nay CityWatt sẽ mang về cho anh em một chiếc Citizen dòng sản phẩm EcoRide. Hiện tại dòng sản phẩm này thì nó có khá là nhiều phiên bản màu gold, màu demi. Hiện tại thì cái dòng sản phẩm này hay gọi là dòng Citizen EcoRide Console, một trong những cái dòng console hiện tại đang rất là hot. Và cái điểm mạnh của dòng sản phẩm này thì nó sở hữu một cái vẻ đẹp nhìn cực kỳ là lịch lãm và sang trọng. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc Citizen Console gọi phiên bản demi nhưng mà sẽ sử dụng mặt màu xanh lưu, cực kỳ là cuốn hút các bạn nhé. Đây, dòng chính ngày hôm nay. Thì lúc trước mình đã có review một phiên bản là phiên bản gold mặt trắng rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em phiên bản demi mặt xanh, cực kỳ là đẹp mắt. Đây, dòng sản phẩm BM7334. Đây các bạn, rất là đẹp nha. Anh em thấy không? Em này thì chạy tia phải nói là rất là hoàn hảo, cực kỳ tuyệt vời. Cùng với đó là bố trí một cái sợi dây và phần thiết kế kiểu demi đẹp miễn chê luôn. Anh em thấy không? Cực kỳ tuyệt vời. Đây là cho anh em xem. Em này thì có mã số dress code là BM7334 58L với giá detail 295 đô, khá là cao. Đó. Rồi, mình sẽ zoom lại cận cảnh cho anh em xem. Trước khi đó thì mình sẽ đo cái bằng cây size này cho anh em xem nè. Cây size của em này đây, cây size em này là như là 40 con tầm là 40 các bạn, nhớ là 40. Đó, con tầm 40. Độ dày lên tay khá là mỏng. Đối với dòng hồ máy pin EcoRide thì nó khá là mỏng, 9.4. Và lắp số đất của em này đây, lắp số đất em này thì nó sẽ rơi vào tầm 46.5 thôi. À, 46.5. Đó, với kích thước này thì mình nghĩ những em có cổ tay khoảng tầm là 15.5 độ lên thì lên tay là đẹp các bạn nhé. Vì em này thì nó sẽ bố trí một cái phần lắp theo kiểu là lắp độc đáo theo kiểu như thế này thì anh em những cổ tay to thì lên tay sẽ nó sẽ đẹp hơn. Cái mình sẽ xin phép lên tay thử cho anh em xem và cùng ngắm các bạn nhé. Này, tay mình có cổ tay là 16, hơn 16 các bạn, thì lên tay rất là đẹp. Những em có cổ tay hơn 16 như mình thì lên tay chiếc này là rất ok các bạn nha. 15.5 độ lên là lên tay rất là ok. Tại vì nó sẽ thiết kế phần lớp theo kiểu dạng lớp theo kiểu là những chiếc Pro X các bạn, thì nó sẽ làm cho những anh em có cổ tay to đeo nó sẽ là khá là đẹp. Đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ zoom lại cho anh em xem cận cảnh mặt đeo của em Citizen BM7334 này. Em này thiết kế theo kiểu màu xanh blue, được chạy tia rất là đẹp. Đó, phần logo Citizen góc 12 giờ, dòng kiểu EcoRide góc 6 giờ, ô lịch ngày quen thuộc nằm đi góc 3 giờ khá tiện lợi giúp anh em có thể theo dõi giờ giấc. Em này thì các chi tiết về kim cọc được làm phải nói là rất là tuyệt vời các bạn. Với phần kim được phủ dạ quang, nhìn rất là sáng. Kim thiết kế thì hình một cái thanh kiếm. Đó. Rồi các cọc số sẽ là cọc số vặt với kiểu là BBD, mã BBD demi gold. Cái góc 12 giờ sẽ là cọc số đôi, còn các cọc số còn lại sẽ là cọc số đơn. Kim cọc thì mạ vàng hết, rất là đẹp. Cùng với đó là phần viền bên sen cũng được mạ vàng luôn các bạn. Kính em này thì sẽ là kính để mình xem thông số các bạn nha. Kính em này sẽ là kính cứng các bạn. Dòng sản phẩm này là kính cứng nha. Kính cứng. Rồi, bên hông em này thì cái đồ hoàn thiện rất là tốt các bạn. Anh em có thấy không? Nhìn đồ hoàn thiện mà nó rất là đẹp. Với các chi tiết sẽ được phay bóng mà. Phay bóng này nấm 9 giờ sẽ được mạ BD màu gold. Cái chi tiết sẽ được phay bóng nhìn rất là sang trọng, bóng lưỡng như gương luôn. Về phần dây em này thì sẽ được bố trí theo kiểu demi với kiểu dây khá là đặc trưng của dòng console. Dây trên này sẽ thấy kiểu vát hai đầu này. Đó, vát nhìn khá là hay ha. Dây nhìn cực kỳ là chắc khỏe. Dây tông hai màu demi. Cùng với đó là một chiếc khóa gập đơn ở logo của Citizen ở đây, có nút bấm khá là tiện lợi. Rồi, đắp lưng em này thì thiết kế theo kiểu là Citizen EcoRide thì khá quen thuộc rồi. Tất cả các dòng sản phẩm EcoRide thì đều có chung một vài đắp lưng để kín và dạng nan xoay. Cùng với đó là có logo qua địa cầu Citizen EcoRide. Đó, nằm ở góc trung tâm, vòng tròn trung tâm. Cùng với đó là những thông số mà hãng có để đây. Để xuất tại Citizen Watch Company nè, trong nước 13, rất là ok luôn các bạn. Máy span movement, mã số của K nè. Đó, máy em này là máy E111, mã số của máy, thân thép không gỉ. Đó, thông số cơ bản em sẽ tham khảo đây. Dây đúc đặc nhìn rất là chất lượng. Ok, quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, BM7334 phiên bản demi gold với tông màu xanh cực kỳ là độc và nam tính.
Em đây hiện tại giá ngoài store khá cao và giá Stewart mang về anh em thì chỉ dao động ra khoảng tầm 3.6-3.7 thôi. Với chi tiết đây là tham khảo cập nhật bên mình để phần tiêu đề các bạn nhé. Ok, những em nào chơi sử dụng MCGN console này thì hãy liên hệ ngay số line mình là 0938 777 244, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo để được mình tư vấn để sử dụng em này ngay. Cảm ơn em đã theo dõi video của Stewart nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của chúng tôi.